cái cục đá này Đừng. ném xuống nhá. Đúng rồi, bạn ném này thấy động thì bạn Godzilla bạn ấy ngoay lên. Bạn Godzilla ơi! Ôi, bạn ấy lên rồi kìa. Bạn Godzilla ơi, lên nhanh lên. Mình cầm cái rổ đi để đựng cá, nhưng mà hôm nay mình cầm hẳn cái ô tô đi để đựng đấy các bạn ạ. Ôi, em ơi, em đi đâu đấy? Đi vượt cá. À, em đi vượt cá. Các bạn ơi, hôm nay thời tiết đẹp nên là bạn ấy đi vượt cá đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ ngồi đây mình câu cá nhá. Các bạn cá ơi, bạn cắn câu đi. Bạn cá rồi này, bạn cá ơi, tớ đưa bạn về nhà nhá, tớ không ăn thịt bạn đâu, tớ chỉ mang bạn về để nuôi thôi. Các bạn ơi, mình câu được một bạn cá chim đây này. Bây giờ mình cho vào giỏ xe nhá, xong rồi chúng mình cùng câu tiếp nhá. Không biết là bạn Godzilla của mình bắt được con cá nào chưa nhỉ? Quái lạ thật các bạn ơi, không biết là cái kẹo được ăn có ngon không nhỉ? Này, mình được một cái bạn ở hàng xóm, bạn ấy tặng mình đi các bạn ạ. Yeah, bây giờ thì mình sẽ bóc ra thử các bạn nhá. Hình như đây là kẹo dẻo các bạn ạ. Ơi à, xời. Ê. Ui thơm lắm các bạn ơi. Cái mùi mùi gì nhỉ? Mùi gì mình quên mất rồi. Bây giờ mình phải ăn thử đã. Mi mi. Ai chà. Thơm, dai, dẻo cực kỳ luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình thấy cái mùi này hình như là nó hơi gợn gợn. Hình như đây là kẹo có hóa chất các bạn ơi. Cái kẹo này có đường ở bên ngoài đây, nhưng mà hình như không phải đường cát bình thường đâu, mà đây là đường hóa học ấy các bạn ơi. Các bạn ăn ít thì được chứ ăn nhiều nó cũng không tốt cho sức khỏe lắm đâu. Mình thấy bảo là hôm nay bạn Huệ mang cái bạn Godzilla ra ngoài đi bơi. Bây giờ mình với các bạn cùng sang xem là cái bạn Godzilla của bạn Huệ ấy đang làm gì nhá. Đi đi các bạn ơi. Ui bạn Huệ ơi, bạn đang làm cái gì thế này? Ui, bạn câu cá, đây không phải là con cá rồi, đây là cái con gì đi nhỉ? Bạn vừa câu được cái con gì đây? Đây là con cua 8 cẳng 2 càng 1 mai 2 mắt, vẫn là con cua. Yeah. Tớ vừa câu cá, tớ vừa làm thơ đây này, đây này, tớ câu được hẳn con cua nữa đây này. Ui ôi, các bạn ơi, bạn Huệ câu được một cái bạn cá, đây là cá gì nhỉ? Cá đây là à? Cá chim. Cá chim à? Đúng rồi. Ui, đẹp thế nhở? Cái bạn cá này về kho hả? Không, tớ mang về tớ thả bể cá nhà tớ thôi. Úi giời tớ ơi, tớ không ăn thịt đâu. Tại sao mà đi câu cá lại được một bạn cua thế này nhỉ? Bạn Huệ hôm nay là hơi bị giỏi đó ha. Tớ không biết thôi, bây giờ tớ đóng vào không nó cá của tớ nhảy ra ngoài hết. Ừ, hay quá. Bạn Huệ câu ở đây đi hứ. Nhưng mà bạn Huệ ơi, hôm nay tớ tưởng là bạn dẫn các bạn Godzilla ra ngoài đây cơ mà. À, tớ cho bạn đi tắm xong là bạn đi mò cá luôn rồi. Bạn ấy mò ở đâu ấy nhỉ? Bạn kia kìa. Bạn từ đây. Tớ với bạn Godzilla cũng đang chơi một cuộc thi đấy. Thi gì hả bạn Huệ ơi? Thi xem là hôm nay ai câu được nhiều cá hơn. Ui, tức là bạn Huệ ở đây câu cá thi với lại một cái bạn Godzilla ở ngoài kia là bạn ấy đang đi mò cá hả? Đúng rồi. Trời ơi, liệu mà bạn Huệ có thắng được bạn Godzilla không nhỉ? Ui giời, bây giờ tớ đã câu được hai bạn rồi đây này. Biết đâu. Ừ, thì bạn ấy lặn xuống biết đâu bạn ấy bắt được nhiều dưới thì sao? Nhưng mà bạn ấy bắt được, bạn ấy không cầm được thì sao? Ừ, bạn ấy để trong bụng hả? Mimi. Ui ôi bạn Huệ ơi, câu cá này vui thế. Hay là bạn cho tớ mượn cần tớ câu nhờ một tí cho nào. Sao sao? Ui. Con gì thế này bạn Huệ ơi? Nặng lắm hả? Nặng lắm luôn ấy, con này phải được mấy cân đấy. Ui trời ơi, bạn Huệ câu cá mà toàn câu được cái thứ gì thế này, trông như con nhện thế này bạn Huệ ơi. Đây là một bạn tôm. Tôm á? Đúng rồi. Tớ tưởng đây là con nhện cơ. Có con gì làm tổ ở trong đây này? Ui, bạn này. Tôm này bị ký sinh trùng rồi. Ui. Đây là một con tôm hùm Alaska hả? Tôi phải bỏ đi mới được đây này. Đây này các bạn ơi, các bạn nhìn thấy không? Mì mì. Ui, có một cái tổ nhện ở trong này. Ghê chưa? Thôi bạn Huệ ơi, cho tớ mượn cái cần để tớ câu thử cái xem nào. Bạn Huệ ơi, câu ở bên này hay là bên này nhỉ? Bạn thích câu bên nào thì câu. Được rồi, chắc chắn là tớ câu phải được nhiều hơn bạn là cứ chắc. Bên nào có nước là bạn cứ câu thôi. Bạn tụt cẩn thận nhá, không rơi xuống nước nhá. Cá ơi cắn đi, cá ơi cắn đi. Ui ôi, bạn Huệ ơi, cứu tớ với, cá cắn rồi. Ui đâu 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 đâu. Ui,
trời ơi. Ôi trời. Một con cá bé xíu luôn. Cái bạn cá con này không biết là cái bạn cá gì mà bạn ấy nặng thế nhỉ, trời ơi. Bạn ấy giật ở dưới nước mạnh ơi là mạnh. Bạn Huệ ơi, tớ đố bạn Huệ biết đây là cá gì đấy. Tớ biết đây. Cá gì nhỉ? Đây là một bạn cá ngựa này. Ui giời ơi, tớ cứ tưởng là bạn Huệ không biết gì, hóa ra bạn Huệ cũng biết. Đây này, các bạn ơi, một bạn cá ngựa đây này. Xịn xò thế. Đây này, cá ngựa nó cong cong đây này, nó không phải nó cong cong mà cái đầu nó giống con ngựa đây này, đây này. Thì đấy, cái đầu nó có cái bờm ở trên này, xong là cái này nó thẳng cong cong, đuôi nó cong xuống đây này. Yeah, thế là tớ đã được câu được một con rồi đấy. Thôi đây nhá, tớ câu tiếp đây này. Cá ơi, cắn đi. À, tụi ơi, bạn câu cẩn thận đấy nhá. Bạn mà không câu nhanh á là tớ thua bạn Godzilla đấy. Tớ còn hơi bị siêu ấy. Mà tụi ơi, có cái con gì kia kìa. Ui. Ui. Ui, sợ thế bạn ơi. Ui. Trời đất ơi. Ui. Mà tụi ơi, cái con gì mà trông nó dữ tợn thế nhở? Mimi, cái con đấy theo tớ đoán thì là con khủng long bạo chúa bạn ơi. Ui trời ơi, con khủng long bạo chúa. Đúng rồi, cái loài mà nó ăn thịt đấy. Ừ, tớ cũng biết rồi. Bây giờ phải làm sao nhở? À, tớ biết rồi bạn Huệ ơi. Con khủng long bạo chúa là nó sợ cái con Godzilla. Tại vì là cái con Godzilla có thể phóng được ra tia plasma tiêu diệt được con khủng long bạo chúa đấy. À, thế may nhá, may là bạn Godzilla của tớ đang bơi ở đằng kia đấy nhá. Ừ, thế bây giờ tớ mới bạn chỉ cấp tốc chạy ra kia gọi bạn Godzilla lên, xong là ra đánh lại cái con khủng long bạo chúa. Thôi chứ không... thôi thôi, hay là để tớ alo cho bạn Godzilla đi. Bây giờ bạn Godzilla đang ở dưới nước thì chắc gì bạn đã được nghe điện thoại đúng không? Đi nhanh lên bạn Huệ ơi. Bạn Godzilla ơi, bạn lên tiêu diệt con khủng long bạo chúa họ tớ với. Ôi trời ơi, mặt nước không động đậy gì luôn. Ồ, hay là bạn ấy ở dưới nước, bạn ấy không nghe được tiếng bạn gọi rồi. Bây giờ chắc là phải có tác động vật lý đấy bạn Huệ ơi. À, thế bây giờ tớ phải tìm cái gì? Tìm cái gì đây? À, cái gì? Ở đây có cái cục đá này. Tớ ném xuống nhá. Ờ đúng rồi, bạn ném này thấy động thì bạn Godzilla bạn ấy ngoay lên. Bạn Godzilla ơi. Ôi, bạn ấy lên rồi kìa. Bạn Godzilla ơi, lên nhanh lên. Bạn tụi ơi, bạn Godzilla của tớ bắn tia plasma rồi kìa. Bạn Godzilla ơi, cố lên. Cố lên bạn ơi. Ôi, nhờ có cái bạn Godzilla của bạn Huệ thế mà đã thắng được con khủng long bạo chúa ấy rồi. Đúng rồi đấy. Bạn tụi đây bây giờ chúng mình đi ra lấy cá ấy. Ừ đúng rồi, không thì mấy cái bạn cá kia ở trên cạn lâu quá ngộp thở đấy. Đi đi nhanh lên. Ô cái cần đâu ấy bạn Huệ ơi. Đây này. À ha, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ở đây có hai bạn cá này. Ô, hai bạn cá tự bơi lên bờ á? Không phải đâu. Thế thì tớ biết rồi bạn Huệ ơi. Đây chính là hai cái bạn cá là cái bạn Godzilla ấy. Bắt được đấy. Hóa ra là bạn đây là bạn cá của hai bạn Godzilla. Ơ thế bạn ấy thua mình rồi. Mình bắt được 4 con cơ mà. Ờ yeah, thế là mình lại thắng cái bạn Godzilla rồi. Buồn cười nhà bạn Godzilla, bạn ấy toàn tìm bạn cá màu sắc màu đỏ đây này. Bạn ấy ở dưới nước, bạn ấy không thể nhìn được những cái bạn cá màu khác. Bạn ấy có sặc sỡ thì mới nhìn thấy đấy. Đúng rồi, bây giờ bọn mình cho hết vào này và đi về thôi. Về xong là cảm ơn bạn Godzilla nhá. Không biết là bạn ấy chạy đâu rồi. À, đẩy một xe luôn. Đi về nào.